Quyền Linh xin kính chào quý vị. Xin chào cả nhà. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Chương trình được phát sóng trên VTV3, đài truyền hình Việt Nam. Có thể nói đến với chương trình, tất cả ai cũng mong muốn rằng người chơi sẽ thực hiện được trả lời những câu hỏi để đem một món quà giá trị càng cao càng tốt đến những hoàn cảnh khó khăn và những người xứng đáng nhận được nó, thưa quý vị. Nhưng mà kiến thức thì vô hạn, không lo gì cả. Có đôi khi là mình đây mình vừa chơi mà vừa học hỏi nữa. Thật là người chơi cũng đừng áp lực gì nữa. Và người chơi hôm nay là ai? Đó chính là diễn viên Mạc Văn Khoa. Tiên thì cho em xin được chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả thân thương ạ. Cảm ơn mọi người đã nổ những tràng vỗ tay to thật là to khi em xuất hiện ạ. Hôm nay thì cảm ơn Mạc Văn Khoa đã đến với chương trình. Chúng ta thoải mái tinh thần để chúng ta có thể đi tìm những cái đáp án của những vòng chơi ha. Chúc bạn may mắn. Nào, bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu trả lời 5 câu hỏi thì Quyền Linh xin mời quý vị cùng với Mạc Văn Khoa, chúng ta sẽ xem hoàn cảnh ngày hôm nay. Do nó bị chất độc da cam, gia đình dưới chứng đình người mẹ của cháu, do đó cháu cần phải đi làm thuê, chăn bò, cắt cỏ, rồi kiểm trái lò về để nuôi sống, vừa là nuôi sống bản thân, vừa kiếm tiền đi học, vừa nuôi mẹ và bà ngoại. Nhà thì thực ra là nói nhà thôi, nhưng thực ra là mấy tấm ván che lại. Hàng ngày là phải chịu ảnh hưởng của mưa nắng, gió bão. Ít ai có thể nghĩ rằng Quyền hiện đang là nữ sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Bởi em có vóc dáng khá nhỏ nhắn, tuy sinh ra trong sự nghèo túng khó khăn, nhưng ở Quyền luôn toát lên tinh thần và nghị lực vượt khó. Bản thân em là một con người sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng em vẫn luôn thua kém Quyền về mọi mặt. Bạn ấy luôn tự học tập, độc lập và cố gắng trong mọi hoàn cảnh về cuộc sống. Trong nhiều năm giữ vai trò làm lớp trưởng, Quyền luôn thể hiện sự gương mẫu, tích cực, trách nhiệm, góp phần đưa lớp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, khi vừa phải chăm sóc bà ở viện, vừa phải chăm sóc mẹ ở nhà, quỹ thời gian không đủ nên năm học này, Quyền đã chủ động đề xuất một bạn khác để thay thế em trong việc điều phối mọi hoạt động của lớp. Hành trình của em đến trường 12 năm thì khá vất vả. Phải nhờ vào cái sự tương thân tương ái của các bạn, của nhà trường và các tổ chức xã hội. Thì bước vào bậc trung học phổ thông lớp 10 và 11 á, thì em được bầu làm cán bộ lớp, rất tích cực, nhiệt tình và có uy tín với các bạn, được rất nhiều các bạn và các thầy cô giáo thương và đặc biệt nêu gương em Quyền. Đó là một học sinh có tinh thần vượt khó, vươn lên hoàn cảnh để hòa đồng với các bạn để học tốt. Con cảm thấy rất tủi thân và buồn vì mỗi khi đi học là các bạn đi về đi có cha mẹ chăm sóc các thứ con đi, chỉ có một mình mà không có ai nương tựa. Nhiều khi áp lực cũng có người đi người khác nói này nói kia, còn có cha. Nhiều khi còn nghĩ đến tiền bỏ học, nhưng mà sao con nghĩ con mà bỏ thì lại hoàn cảnh nữa đây, sau này ai lo cho mẹ ba được. Con ước mơ được làm thiết kế đồ họa, học sư phạm. Ước mơ giản dị ấy vẫn đang được Quyền theo đuổi và quyết tâm thực hiện. Dẫu biết rằng những lo toan vất vả đời thường vẫn còn đó, nhưng tin rằng tương lai luôn rộng mở với cô nữ sinh luôn nỗ lực, kiên trì và không ngừng nuôi hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Với tác dụng giải độc từ dược liệu dùng cho người suy giảm chức năng gan, đặc biệt do uống nhiều bia rượu, nay đã có Boganic Premium mới. Đó là hoàn cảnh của em Quyền, khi xem xong thì Khoa thấy thế nào? Dạ, tất nhiên là sẽ có rất nhiều cảm xúc anh ạ.
Nhưng em trước khi bày tỏ cảm xúc của em với quý vị khán giả thì em muốn nhìn thẳng máy và nói trực tiếp với Quyên vài câu ạ. Bởi vì là hôm nay thì không có Quyên ở đây và em chỉ được quay Quyên qua clip thôi. Và trước khi anh nói chuyện với em thì anh muốn nói em một câu là chương trình là vì bạn xứng đáng và em quá xứng đáng luôn ạ. Quyên Linh nghĩ rằng chỉ còn một chút nữa thôi thì cửa giảng đường đại học sẽ mở ra để chào đón Quyên. Hãy cố gắng lên nào, chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh em nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với vị bạn xứng đáng. Hy vọng rằng với cái món quà mà Mạc Văn Khoa của buổi chương trình dành cho Quyên đó, nó sẽ động lực để Quyên có thêm nhiều niềm tin, nghị lực nữa để bước vào giảng đường đại học. Tất cả đã sẵn sàng. Và bây giờ mời Khoa bước vào vì bạn xứng đáng. Chúng ta bắt đầu với 5 vòng chơi của vị bạn xứng đáng. 5 vòng chơi khác nhau với các mệnh giá khác nhau, với các câu hỏi khác nhau. Dạ. Ai, cái gì, ở đâu. Câu hỏi 8 triệu, vòng thứ 2 là 12, vòng thứ 3 là 16, vòng thứ 4 là 20, vòng thứ 5 là 24 triệu. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mệnh giá đầu tiên là 8 triệu. Mệnh giá 8 triệu, câu hỏi như sau. Gì đây? Ai? Ai ạ? Đó, ai là ai, chưa biết. Chúng tôi sẽ tặng cho Khoa cái gợi ý. À, mỗi cái ô kia sẽ là một gợi ý đúng không anh? Đúng rồi, một gợi ý. Mở gợi ý tặng đi, gợi ý này không có mua. Ủa là phải mua nữa anh? Mua nữa trời, phải mua chứ. Gì phải tốn tiền chứ. Đó, cầu thủ. Đúng là hàng tặng có khác, không nói lên vấn đề gì anh à. Tặng đúng. Cái này, em nói thật chương trình, tặng cái này thôi, tặng làm gì anh? Tặng có tinh thần. Tặng tinh thần á? Rồi, chúng ta có 9 gợi ý còn lại. Mình phải mua, thấp nhất là 50.000. Mà xui xui nó vô 2.4 triệu. À, bạn mua bao nhiêu là tùy vào sự may mắn của Khoa nha. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trộn lẫn con số 1 đến 9 với các mệnh giá này. Số mấy? Rối loạn rồi, nhiều số lắm. Số nào? Rồi, mình tới, mình trợ giúp hay là mình đếm số thế? Bây giờ là số mấy nào? Số 2 hả? Số 2 nhá. 2 mọi người, 2 nha. 2 đi chào nhau một cái. Thôi, dạ em tin là sẽ số 2. Bởi vì số 2 là cũng là một số mà em thấy là cũng may mắn với em. Và em nghĩ là em chỉ mua số 2 này với tầm 50.000 thôi. Bởi vì cái mặt em ấy thì nó cũng hợp với những số tiền nhỏ. 50.000 là hợp lý anh ạ. Rồi, mở số 2. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? 1.1 triệu. Nó không phải là số nhỏ. Ủa, cái này là lập trình sẵn hay là chương trình mở anh? Lập trình sẵn rồi. Sao nó mà mặt số... em mà có thể là mua mới 1.1 triệu được ta? 1.1 triệu, mua được gì? Đó, cầu thủ xuất ngoại. Nếu mà nói xuất ngoại là sẽ ở Việt Nam mình. Nam này sẽ có Quang Hải này, Văn Toàn này, Văn Hậu này, Đặng Văn Lâm. Mà Lâm có đá bên Thái Lan thì chỉ có vài người đấy. Nhưng mà để mà bây giờ mà loại trừ với số lượng mà tầm 5-6 người như vậy thì mua thêm. Em thấy có một bạn la to nhất là số 7 ạ. Số 7 là mọi người sẽ nghĩ là nó hơi thiếu may mắn xíu. Nhưng mà em sẽ tin số 7 ạ. Rồi, mở số 7. 50 Yeah! Đó, xuống 800 cũng được anh. Đúng à. Rồi, 800 được rồi. Nó giảm hơn số cũ là được. Mở gợi ý, 800 mua được gì? Tiền vệ. Đó, tiền vệ thì Quang Hải. Quang Hải. Còn ai xuất ngoại không? Cũng chỉ có Quang Hải thôi. Có mấy tiền vệ? Tiền vệ này có Tuấn Anh này, có Xuân Trường này, Quang Hải rồi Hoàng Đức. Hoàng Đức. Rồi em, Hoàng Đức thì chưa. Rồi em không tính những tiền vệ. Không, những cũng... xuất ngoại anh ạ. Xuất ngoại thì ủa, nhưng những tiền vệ được đội trước nữa, ngoài đội tuyển quốc gia. Ủa là, là còn ủa, còn nữa đấy chứ đâu phải. Chung nó bao quát vậy luôn đó hả? Đúng rồi. Em ơi, chương trình chứ khó đâu thế. Chứ nói đội tuyển hiện tại đâu. Dạ, nếu vậy thì khả năng phải mua thêm anh ạ. Ừ. Dạ. Em đang nhìn vào cái con số 50 nó là số 1. Biết đâu hôm nay chương trình 50 nè, 100 nè, 200, 400 nè. Dạ, có một bạn đeo mắt kính nói rất là to và rõ ràng ạ, giành mạch số 4 ạ. Rồi, số mấy? Số 4 ạ. Mở số 4. 50.
1.350.000 đồng. Hơi đắt đấy. Quá đắt anh ạ. Quá đắt. Xem gửi 1997 đó. Quang Hải sinh năm mấy? Trong đầu em thì đang hiện lên 1997 là Quang Hải. Quang Hải sinh 97 đúng rồi đó. Vậy thì thôi anh ạ, không suy nghĩ lâu la làm gì anh, đúng mất rồi. Công lại chi tiêu tiếp. Em chọn Quang Hải ạ. Chốt đi. Nguyễn Quang Hải ạ, em chốt ạ. 3 2 1, 1. Chốt. Quang Hải xuất sắc, anh cũng thấy Quang Hải là một người xuất sắc đấy. Dạ. Hy vọng rằng số tiền còn lại nó vẫn giữ nguyên. Chúng ta xem đáp án. Em ơi, trước giờ em chỉ đá bóng là anh hô tên em thôi, nhưng ngày hôm nay anh hô đấy Hải ơi. Quang Hải ơi. Yeah. Chúc mừng. Yeah. Hơi tiếc một chút xíu, đúng ra là hồi nãy mà chốt đầu tiên thì là nhưng mà chơi cái không này mất 1 triệu. Lâu lâu cũng liều mạng dạ. Chút xíu. Đừng có gọi là cố gắng dạ, quá. Em thì muốn là để tới vòng 2, vòng 3 thì mình hãy liều. Còn đây mới vòng đầu tiên mà mình đã liều rồi thì nó liều sớm quá anh ạ. Quang Hải một đáp án chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ôi, hồi đấy mà mở Công an Hà Nội là số áo 19 này kia là Đông Anh Hà Nội, quả bóng vàng Việt Nam 2018, huân chương lao động hạng nhì, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup năm 2018. Rồi, đây là những cái gọi là dữ liệu rất là quen thuộc ha. Chỉ có cái là mình chưa có nào chính xác thôi. Chúng ta xem số tiền. Khi mới đến đây thì trong tài khoản chương trình dạ. Em không có đồng nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xong, kết thúc vòng 1 em có bao nhiêu. Rồi, chúc mừng. Dạ. Nói chung có tiền là mừng rồi. Dạ vâng ạ. Có tiền là mừng rồi. Đó là món quà đầu tiên mà Linh nghĩ rằng nó sẽ là tinh thần của Mạc Văn Khoa để chơi tiếp. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta kết nối với hiện trường với người dẫn chương trình nào. Vâng ạ, xin chào tất cả các khán giả tại trường quay. Xin chào anh Quyền Linh và đặc biệt xin chào một người em rất yêu thương của tôi. Và ngày hôm nay chắc chắn rồi tất cả những người đang có mặt tại trường quay, MC Quyền Linh và đặc biệt là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bạn Mạc Văn Khoa rất là dễ thương. Nhìn thấy Mạc Văn Khoa là Thanh Hương thấy có mùa xuân rồi. Và ngày hôm nay hy vọng rằng mùa xuân nó sẽ đến với tất cả chúng ta trong toàn bộ hành trình của Vì Bạn Xứng Đáng, đúng không ạ? Thanh Hương cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người, hiện tại Thương đang đứng tại một cái ngôi trường có bề dày về gọi là truyền thống hiếu học. Và đây cũng chính là ngôi trường thân yêu mà em Quyên đang được theo học ở đây cùng với những người bạn của mình. Đây mọi người thấy là có các em học sinh học cùng lớp với em Quyên, có các thầy cô đại diện ở phía nhà trường, có các bác đại diện về phía chính quyền và các bác ở bên Hội Chữ Thập Đỏ, đúng không ạ? Và hiện tại Thương đang có mặt tại ngôi trường là trường Trung học Phổ thông Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Và một lần nữa chúng tôi muốn gửi một cái lời chúc mừng đến với Mạc Văn Khoa là bạn đã vượt qua được vòng 1 rất là tuyệt vời. Và hãy giữ vững phong độ này để có thể chốt được nhanh hơn, đạt được cái số tiền nó nhiều hơn ở những vòng chơi sau nha. Mạc Văn Khoa ơi, cố lên nha. Rồi, cảm ơn Hương. Chúng ta sẽ gặp lại một chút xíu nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Dạ. Vòng 2 mệnh giá là 12 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi cái gì, con gì, vật gì, dạ. Cái gì vân vân. Mở gợi ý. Thực vật. Thực vật. Đó. Chưa biết gì hết. Cái phạm vi này nó cũng khá là rộng. Đúng anh rồi. Ạ. Chúng ta phải mua thấp nhất là 50.000, cao nhất là 3.6 triệu. Rồi, những cái mệnh giá này sẽ trộn lẫn với các con số. Chọn đi Khoa. Dạ, người ta nói là không ai tắm hai lần trên dòng sông anh ạ. Hồi nãy các em chọn của anh đi mất 1.1.3 triệu thì đấy là bây giờ em nói số mấy? Anh số 9 à? Anh không tin là mình hai anh em mình lại đen hai lần đúng không? Rồi, có thể da em đen nhưng mà em nhiều khi em chơi cũng đỏ lắm anh. Số mấy? Ủa, số 9. Số đúng rồi, số cao nhất. Số 9 đi. Dạ. Mở số 9. 50. Mệnh giá số 9 là bao nhiêu? 2.100.000 đồng. Anh nói với em nghe là mình phải có cái riêng của mình. Rồi, 2.1 triệu. Trời ơi. Mua được gì? Chịu mặn tốt.
thực vật mà chịu mặn tốt thì sẽ những cây mà mọc ở những cái rừng ngập mặn, cây tràm, cây đước, cây gì nữa. Đó, bây giờ mình coi, mình nghĩ cái vài cây nữa đi, mua thêm đi em. Dạ. Em chọn là số 3, là năm nay là con em tròn 3 tuổi, là em nghĩ là số 3. Rồi, số 3. Dạ. Mở. 50. Ôi con ơi, sao hai bố con mình hôm nay nó lại đen thế nhỉ? Đã, anh nói rồi, em đừng dựa vào ai hết. Thôi, mình phải dựa vào cái dạ, cái suy nghĩ của mình cho nó may. Tại em đang nói may mắn mà, đúng không? Thôi chịu thôi, 3.6 triệu nó ra đi rồi đó. Gợi ý gì đây? Nhưng mà em nghĩ tiền nào của đấy nhỉ? Thân đơn trục. Thân đơn trục là dừa, đước nè, xà cừ nè, dừa nè, mấy cái loại đó đó. Mà giờ chưa biết, nó chưa có một cái gợi ý nào cho mình biết chắc cây nào hết trơn á. Thân đơn trục. Thêm một gợi ý nữa đi. Thêm gợi ý nữa coi. Dạ em nghĩ một gợi ý nữa cho chắc chắn ạ. Đúng rồi. Dạ em mua thêm ạ. Số mấy? Bây giờ em nghĩ số 5 ạ. À đó, số 5 mở. Dạ. Thử coi suy nghĩ của em nó có khác mấy kia không. Số 5 là 50.000. Ừ. Bao nhiêu? Đó. Yeah. Thấy chưa? Anh nói em sao? Dạ em cũng đang may mắn anh ạ. Đúng rồi. Dạ. Mình phải tự suy nghĩ, bởi mình đang may mắn mà mình dạ, nhờ vâng, người khác là đủ người ta xui thì sao? Đúng không? 50.000, chúc mừng em. Ngon lành. Mở gợi ý. Gì đây? Khí. Dừa rồi anh ơi. Dừa. Đó. Chỉ có khỉ hái dừa thôi chứ không ai đi khỉ trèo cây nước hết á. Em có bao giờ diễn con khỉ chưa? Không, em bình thường em bước ra là hơi giống là động tác là đã ra con khỉ rồi anh à. Nhưng mà em này cái mặt em nó lại không dễ thương được như con khỉ. Nó lại ra mấy con đười ươi với lại tinh tinh anh à. Cho nên là em cũng ít diễn nhưng vai diễn khỉ lắm. Em đấy, nghĩ là thôi chốt anh ạ. Đấy. Khi mà đã ra con khỉ rồi đấy, nhiều khi 50.000 nhưng lại mua được cái gợi ý nó rất là chất lượng anh ạ. Rồi, chất lượng đúng không? Rồi, quyết định chưa? Em quyết định ạ. Quyết định đúng không? Có thay đổi gì không? Dạ không anh ạ. Không thay đổi đúng dạ, không? Đã quyết là quyết. Chúng ta đang có 6.250.000 đồng. Nếu mà trả lời sai là mất số tiền đó luôn. Dạ. Quyết định ha. Dạ. Không hối tiếc nha. Dạ. 3, 2, 1, chốt. Thưa quý vị, như vậy là mà Văn Khoa đã chốt cây dừa. Cây dừa có liên quan tới con khỉ hay không? Quyền Linh cũng chưa biết. Mà quý vị biết chưa? Tôi nghĩ rằng cũng có người biết và người chưa biết. Thôi thì chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút. Quyền Linh và Mạc Văn Khoa sẽ quay trở lại. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Vì Bạn Xứng Đáng. Khoa đã chốt dạ, cây dừa không thay đổi dạ. Còn bây giờ nó ra cây gì cũng chưa biết. Chúng ta hồi hộp chờ đợi xem đáp án. Cây dừa. Có biết bài Dáng Đứng Bến Tre không? Dạ có ạ. Đâu em hát vài câu đi. Anh muốn, ai đứng như anh, bóng dừa. Anh thật sự nghe em hát chứ? Anh thật rất sự thích em hát, thật sự muốn nghe mà. Bài đấy là về cô gái Bến Tre. Đúng rồi, dạ, ai đứng như bóng dừa đó. Em hát trước khi em hát thì em xin gửi trước mắt là gửi lời xin lỗi tới những cô gái Bến Tre trước nha. Dạ. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là cô gái của Bến Tre? Phong cách hát mới. Dạ. Rồi, chúc mừng em. May mà trái dừa đúng đó. Những gợi ý còn lại. Bến Tre đó. Ui rồi ôi. Họ Câu. Họ Câu. Bãi biển. Biển. Tên một loại kẹo dừa đó. Quả chứa nhiều nước. Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió. Trời nếu ơi, mà cái đấy là chắc chắn luôn á, cây mà ai đứng bên bóng dừa đấy. Ủa gì có đâu thằng nghỉ chơi chơi làm gì?
đâu cần hỏi đâu cần đáp đâu. Dạ vâng ạ. Đúng không? Dạ. À, dù sao thì cũng chúc mừng em. Để chúng ta tổng kết số tiền còn lại là bao nhiêu. Vòng chơi đầu tiên, Mạc Văn Khoa đang có 4.750.000 đồng. Chúng ta cộng với vòng 2, Khoa có bao nhiêu? 11 triệu cộng. Có số đẹp. Rồi, 11 triệu đồng. Như vậy là chúng ta đã có một số tiền cũng tương đối lớn lớn chút. Dạ. Mình vẫn còn dạ, vâng, nhiều còn vòng chơi nữa. 3 vòng nữa. Đúng rồi.